Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi video. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất mặt tiền kinh doanh cách biển chỉ mấy trăm mét thôi. Đất ở bên tay phải chúng ta nó kế điện máy xanh và bách hóa xanh này anh chị đây. Đấy, đường này là đường chạy thẳng ra phía biển và đường ven biển này anh chị. Ở đây chúng ta đi ra bãi tắm nó khoảng chừng 700 mét, còn ra tới biển thì nó khoảng chừng hơn 500 mét thôi. Nó gần đường ven biển nhá. Đây là dân cư xung quanh anh chị nhá. Đường này thì nó chạy thẳng ra hướng quốc lộ 55 và hướng dự án sân bay Hồ Tràm anh chị. Đất thì cách biển Lộc An khoảng chừng 5-600 mét, cách biển Hồ Tràm khoảng 5 cây, cách biển Phước Hải khoảng 3 cây và Long Hải khoảng chừng 6 cây anh chị nhá. 5-6 cây gì đấy. Đó, còn ra Vũng Tàu thì khoảng hơn 20 cây. Đường xã rất là đẹp này. Chỗ này thì nó gần chợ, gần trường học anh chị, nó ngay trung tâm anh chị nhé. Chỗ này là xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Lô đất này nó có cái diện tích là ngang 8m, dài 28m nha anh chị nhé. Thổ cư 50m, hướng đất là hướng đông bắc nha. Đất thì cách chợ mấy trăm mét thôi, cách chợ khoảng chừng 300m anh chị. Đấy, anh chị thấy xung quanh người ta buôn bán rất là nhiều. Cái lô này thì chúng ta để cho thuê kinh doanh. Đấy, làm gì buôn bán gì đấy anh chị nhá. Đấy, kế bên cái biệt thự nhà máy Thái có cái màu sắc rất là đẹp anh chị. Đây lô đất của chúng ta đây này. Đó, từ cái bách hóa xanh này nó kéo sang tới bên cái căn nhà màu đỏ này là 8m, nó dài là 28m nha. Đấy, anh chị thấy chưa? Đấy, nó dài bằng cái căn nhà này anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong nha anh chị. Ngang 8m, dài 28m, thổ cư 50m nha. Ở đây thì quy hoạch đất ở hết rồi, nó là ô bàn cờ, anh chị về muốn chuyển thêm thì chuyển thôi. Chúng ta ở đây có thể chạy bộ ra biển được anh chị nha, chạy bộ ra bãi tắm vẫn được nếu ai yêu thể dục thể thao. Ở đây gần biển nên sẽ là đất cát anh chị nha. Đây chúng ta từ Sài Gòn và Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh chúng ta đi ra Hồ Tràm thì chúng ta bắt buộc phải đi ngang đây. Đấy, chỗ này thì nó gần biển mà. Đấy, cái rành đất tới đây này chị này. Đó. Chỗ này là xã Lộc An anh chị nhá. Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nó nằm ở ngay trung tâm, nó nằm ngay cái trục chính luôn anh chị. Đấy, hôm nay thời tiết khá là mát mẻ nên quay cái ánh sáng nó khá là tốt. Đối diện vào chúng ta cũng là một cái căn nhà máy Thái biệt thự màu đỏ rất là đẹp anh chị. Đấy, rất là nổi bật nha. Đấy, chắc là bà con với nhau anh chị nhá. Đi qua đây thì ai cũng sẽ phải nhìn, tại vì nó cái màu nó rất là nổi bật. Đấy. Thì cái giá của lô đất này là 7,2 tỷ anh chị nhá. 7,2 tỷ, ngang 8m, dài 28m, thổ cư 50, hướng đông bắc. Đất thì cách đường ven biển thì khoảng chừng 200m, cách chợ và ủy ban khoảng gần 300m. Chắc chưa tới 300m đâu anh chị. Đấy, dân cư xung quanh này, đối diện chúng ta là điện máy xanh, còn kế bên đất là bách hóa xanh nha. Đây thì cái cây này người ta trồng vô cái góc thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà không sao, không ảnh hưởng gì. Đó, đường xa nó rất là rộng ra, cái con đường này thì họ mới đổ đấy anh chị. Đấy, chúng ta chạy thẳng ra đây là ra đường ven biển này. Đấy, lát nữa thì chúng ta sẽ đi ra bên đó nha. Đấy, ở đây thì anh chị đi ra biển Lộc An chỉ khoảng mấy trăm mét thôi anh chị nhé. Còn ra Hồ Tràm thì 5 cây, ra Phước Hải khoảng 3 cây, ra Long Hải khoảng chừng 6-7 cây gì đấy, khoảng 7 cây anh chị. Đó, đường xá rất là rộng rãi. Đi Vũng Tàu khoảng hơn 20 cây. Đôi khi thì mình báo cái khoảng cách nó cũng không chính xác đâu anh chị nha. Ví dụ như đi ra Long Hải 6-7 cây, có thể nó lên 8 cây thì mình cũng không có đo chính xác được. Đây, đất của chúng ta phía trước nè. Còn đất này thì nó cách biển Lộc An khoảng 500m thôi, ra bãi tắm thì khoảng 700m nha anh chị nhá. Đây, ngang 8m. Tiếc là cái cây nó nằm qua bên này, nhưng mà cái cây này mình có thể đề nghị họ di rời qua bên cái góc được anh chị. Hơi tiếc một chút. Giá là 7,2 tỷ anh chị nhé. Đây, chỗ này kinh doanh buôn bán được này. Bây giờ chúng ta sẽ chạy ra ngoài đường ven biển nhá, đi một chút xíu để cho anh chị biết dân cư xung quanh nó ra làm sao. Đây, nếu anh chị từ Sài Gòn chạy ra, chúng ta rẽ trái là vào đất này. Đấy, tới đường ven biển chúng ta rẽ trái là vào đất, chúng ta chạy thẳng là ra Hồ Tràm nhé. Cái đường này là đường Hồ Lô Lộc An. Đó, chúng ta có thể thấy đường ven biển phía trước xe chạy kìa. Đường Hồ Lô Lộc An này thì nó nối đường ven biển và cái đường quốc lộ 55 anh chị nhé. Nó cách dự án sân bay Hồ Tràm khoảng chừng 3 cây. Đó, đường xá ở Bà Rịa Vũng Tàu người ta làm rất là đẹp anh chị. Anh chị thấy chưa? Rất là đẹp nha.
Đấy, chúng ta rẽ trái thì nó đi ra Hồ Tràm này. Rẽ trái khoảng 5 cây là chúng ta ra Hồ Tràm. Ở đây thì ra cái dự án của Novaland ngoài Cồn người ta làm thì chỉ khoảng chừng hơn 1 cây số thôi. Còn ra tới Novaland Hồ Tràm nó khoảng 5 cây, 5-6 cây. Đấy, chúng ta kẹo phải nó đi về Sài Gòn này, đi về hướng Bà Rịa, hướng Phước Hải, hướng Long Hải anh chị nhá. Chúng ta chạy thẳng hết đường này thì sẽ gặp 44B hoặc 44A. Đấy, chúng ta đi hai đường đó thì chúng ta sẽ về quốc lộ 51, chúng ta đi về các tỉnh như là Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh miền Tây nhá. Đó, bên tay trái chúng ta sẽ là hướng biển anh chị. Chúng ta sẽ thấy những cái cây dương nó mọc này. Đây là đường ven biển nhá. Đấy, đường ven biển đây. Nếu chúng ta từ Sài Gòn chúng ta chạy ra tới đường này, chúng ta rẽ trái 200m là nó vào đất rồi. Đấy, Bãi Tắm thì chúng ta sẽ rẽ trái là chúng ta sẽ xuống Bãi Tắm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái thông tin của thửa đất này. Đó, anh chị sẽ thấy quy hoạch này. Đó, nó rất là gần biển nhá. Đây là toàn bộ biển này, đây là đất này. Đấy, tôi sẽ zoom lớn để chúng ta xem. Đất này thì nó trong cái đất khu dân cư. Đấy, ô bàn cờ đây, đường ven biển này. Đấy, chúng ta chạy vào khoảng 200m là đất này. Đấy, rất là đẹp anh chị, vị trí rất là đẹp. Kế bên đất người ta chuẩn bị mở con đường đó. Anh chị sẽ thấy đất nó sẽ nằm gần góc ngã tư nha. Xin lỗi anh chị, góc ngã ba. Đó, ngang 8m là 28m anh chị. À, phía sau nó là 7m9 mấy anh chị, nó gần 8m, còn phía trước là 8m. Đây, con đường người ta mở dự kiến trên quy hoạch này. Tổng diện tích 232m², thổ cư 50m nha. Đây, cái thông tin của nó đây anh chị. Giá 7 tỷ 2 anh chị nhá. Còn thương lượng, anh chị nào cần thì chúng ta cứ liên hệ nha. Cô chú anh chị xem thì chúng ta nhớ bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo, nút đăng ký kênh thì bên dưới có phải màn hình. Đây, đất chúng ta này, còn đây là cái sân bay Hồ Tràm này, dự án sân bay Hồ Tràm nằm đây này, anh chị sẽ thấy cái hình cái sân bay nha, cái hình cái đường băng đó. Đây anh chị đó, đó là dự án sân bay Hồ Tràm, rất là gần biển anh chị. Chúng ta sẽ thể thấy đất chúng ta đây, và bây giờ chúng ta sẽ xem cái sổ này đó. Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, 233m sử dụng riêng nha. Đất ở là 50m anh chị. Thì cái giá 7 tỷ 2 là cái giá trong thời điểm hiện tại nha anh chị nhá. Đây, cái đây là hình dáng thửa đất này. Đó anh chị, cái cạnh thửa nó nằm đây, ngang 8m, dài 28m anh chị nhá. Phía sau nó là 7m93 nha. Phía sau nó 7m93, nó gần 8m. Đấy, đây là vị trí của lô đất. Còn đây là biển này. Anh chị thấy từ đất ra biển mấy trăm mét thôi. Đó, cái cồn cát rất là đẹp. Biển ở đây thì nó khá là trong lành anh chị. Đây là đường ven biển này. Chúng ta thấy trái là nó vào đất này. Đất cách chợ chỉ mấy bước chân thôi. Đi bộ ra chợ, ra trường học được. Từ Sài Gòn chúng ta chạy ra này, chúng ta thấy trái là vào đất này. Đó, tôi zoom lớn lên cho cô chú anh chị chúng ta xem được xung quanh. Đây, đất của chúng ta đây. Đấy, vị trí đất này, kế bên Bách Hóa Xanh này, còn đối diện là điện máy xanh nhá. Xã Lộc An anh chị nhá. Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đất đây, ủy ban và trường học cũng nằm đây. Đó, rất là gần nha, chợ cũng nằm ở đó luôn. Đây, từ đất này, từ đất tới chợ chắc nó khoảng hơn 100m thôi chứ không phải là 300m, xin lỗi anh chị. Đấy, chúng ta có thể đi bộ ra chợ được, kinh doanh buôn bán đây thì khá ok. Đất đây, biển đây. Đó, chúng ta có thể chạy bộ ra biển được nha. Zoom nhỏ lại cho chúng ta thấy xung quanh này. Đây, đất đây. Dọc đây là dọc bờ biển này. Đây là cái cồn cát mà bên Novaland họ đang xây này. Rồi, anh chị thấy từ đất ra biển mấy trăm mét thôi. Đây là biển Phước Hải này. Ra biển Phước Hải khoảng 3 cây anh chị. Ra biển Long Hải khoảng 7 cây gì đó, 7 hoặc 8 cây gì đó. Đây Long Hải này. Ra Vũng Tàu khoảng hơn 20 cây. Đây là Vũng Tàu này anh chị này. Đấy. Còn chúng ta ra Hồ Tràm khoảng 5 cây là Vũng Tàu nhé. Đấy, đất đây đi ra Hồ Tràm này, chạy thẳng ra Hồ Tràm, ra Hồ Tràm khoảng 5 cây. Đấy, thì giá 7 tỷ 2 là giá trong thời điểm hiện tại anh chị nhé. Đất chúng ta chạy thẳng ra Hồ Tràm luôn, ra Hồ Tràm, Hồ Cốc. Thì giá có điều chỉnh lên xuống thì chúng ta cứ gọi điện để cập nhật nhé. Tại vì đôi khi giá người ta cũng có điều chỉnh anh chị, mình chỉ báo giá thời điểm hiện tại thôi. Có chú anh chị nào cần thì chúng ta cứ liên hệ nhé. Đây là chỗ Novaland họ làm này. Đây là Bãi Tắm Lộc An này. Đó, chúng ta có thể từ đất chạy bộ ra Bãi Tắm. Đấy, dọc dọc Bãi Tắm này, rất là đẹp. Đấy,
Đây là cái cồn cát rất là đẹp này, chỗ đó tắm cũng rất là đẹp chứ, biển rất là đẹp. Rồi cô chú anh chị nào cần thì chúng ta cứ liên hệ nhá, cô chú anh chị xem thì nhớ bấm đăng ký kênh, rồi chào anh chị.